Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTuber của trung tâm bảo hành điện tử Thái Bình ạ. Video ngày hôm nay tiếp tục mình sẽ làm cái video sửa TV các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ cắm điện một con TV Sony, xem con này nó bị sao. Mình cũng vừa nhận TV của khách hàng về các bạn, và có đèn đỏ này các bạn này. À, bây giờ mình sẽ bật nguồn TV lên. Rồi, TV có đèn xanh, có đèn báo xanh. Và mình xem hiện tượng của TV này. Đã hiện lên dòng chữ Sony đấy ạ. Sony này. Cái hiện tượng của TV Sony này thì nó bị hiện dòng chữ Sony 3 lần. Sau đó là khả năng nó sẽ nháy đèn đỏ các bạn. Rồi đúng rồi, đúng 3 lần mà nháy đèn đỏ. Thì cái trường hợp này thì đang bị hỏng hóc cả bộ phận nào thì mà các bạn sẽ xem video này của tôi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Ok. Hiện tượng 6 nháy đèn đỏ với con TV Sony này thì đang hỏng khu vực nào và sửa chữa ra làm sao? Thì bây giờ mình sẽ mở con TV Sony này ra để mình kiểm tra. Với dòng TV LCD các bạn, LCD thì nó không phải là dòng TV đèn nét các bạn nhé. Chính vì vậy mà cái bệnh này thì nét thì TV LCD này thì típ nó hỏng rất là ít. Thường như vậy thì không thể hỏng típ màn hình. Còn là một số cái dòng TV Sony, một số cái dòng TV Sony mà đèn nét thì nó rất là hay hỏng nét màn hình. Nhưng mà con này thì khả năng là hỏng bo mạch thôi, hỏng bo mạch. Thì bây giờ mình sẽ mở ra và mình kiểm tra tại sao con này nó lại ngắt. Nó lại ngắt cái đèn báo 6 nhịp đang hỏng gì và sửa chữa làm sao. Các bạn xem video của mình thấy hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới tiện ích hơn. Và các bạn đừng tiếc một like, một chia sẻ để ủng hộ chuyện các bạn nhé. Chúng ta bảo hành cho mình. Với ban bệnh của con TV Sony này thì khi mà mình mở ra, trước tiên là mình giới thiệu cái model mà mình đang làm việc các bạn nhé. Model mà mình đang sửa chữa là con 40BX450 và con này thì sản xuất thì tương đối là lâu rồi, 2012. Và đây là bo nguồn của TV, bo chính của TV, và chỉ có vậy thôi các bạn. Và cái hiện tượng hỏng hóc này thì nó đang hỏng hóc ở bộ phận cái bo backlight, bo tiếp màn hình này. Bởi vì tại sao mà mình nói vậy? Mình chưa cần phải lấy đồng hồ ra mình đo. Tại sao mình nói vậy? Bởi vì cái kinh nghiệm làm việc của mình thì tương đối là nhiều rồi. Các bạn không tin thì các bạn cứ lấy cái bo mạch mới, bo một cái mạch khác của TV khác đang chạy bình thường, và các bạn gỡ ra, các bạn thay hộ mình, đảm bảo chạy 100%. Và cái ban bệnh này thì mình
đang hướng dẫn các bạn cách khoanh vùng hỏng hóc nhé các bạn nhé, để các bạn có thể liên hệ và các bạn sửa chữa. Thực ra mà nói thì một người thợ sửa tivi, một người thợ làm thợ điện tử thì không có gì bằng cái là bắt bệnh nhanh và khoanh vùng tốt. Đến lúc mà các bạn sửa thì nó không bị tẩu hỏa nhập ma, nó không bị hỏng hóc ở nhiều khu vực quá. Và đây là cái bo mạch, các bạn xem này, đây là cái bo mạch của tivi. Đấy, trước khi mình sửa đây các bạn xem này, mình sẽ để gần các bạn xem tại sao mình mở bo này ra ngay. Thì các bạn xem típ màn hình nó cháy này, cái típ màn hình nó cháy đây ạ. Mình sẽ để cái máy quay gần vào đấy, thì nguyên nhân là hỏng cái bo này, nó ngắt. Bo này ngắt thì nguyên nhân chính là do típ màn hình nó cháy này, màn tivi này cháy đen như này các bạn này. Đấy, cháy đen như này rồi đấy, thì cái hiện tượng này thì đang bị hỏng ở cái bo mạch này rồi. Và bạn xem này, những cái đường tín hiệu lên cấp cho típ này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thì đang cháy, đang có hiện tượng cháy nổ ở cái bộ phận cao áp ở cái chân số 8 các bạn xem đây ạ. Các bạn nhìn cháy rất là khủng khiếp luôn ạ, đúng không ạ? Rồi, không trách là tivi ngắt là đúng này, cháy tan cái này thôi. Thì cái hiện tượng này thì khi mà các bạn sửa chữa thì tại sao mà mình bảo nó mắt thường? Ngoài cái kinh nghiệm cô lập bệnh ra thì các bạn mở ra thì cái con này thì rất là may mắn với mình là mắt thường mình cũng đã nhìn thấy là khu vực hỏng hóc rồi. Chính vì vậy mà cái bước đầu tiên trước khi sửa chữa thì mình sẽ phải khắc phục chính cái rác này nó cháy này, cháy ghê chưa các bạn. Đấy, khắc phục bằng cách là mình sẽ hàn sợi dây vào đầu này và mình sẽ hàn tiếp vào cái đầu này để mình nối lại cái rác này, sau đó là mình thử xem sự hoạt động của nó có bình thường lại hay chưa. Và cái hiện tượng bị mô ve nửa, như đánh lửa như thế này và cháy cái đầu rắc gài vào như này thì thường là trong quá trình sử dụng lâu ngày nó bị mô ve, nó đánh lửa dẫn đến tượng nó cháy như vậy. Và để khắc phục sự cố thì trước tiên thì mình sẽ đánh sạch cái đầu cắm này. Mình sẽ lấy một vẻ mình phải có một cái rũa, mình rũa sạch nó đi. Mình sẽ tìm một cái rũa, mình rũa sạch, sau đấy là mình hàn. Mình sẽ cần một cái sợi dây này, nó cháy cho nên là các bạn sẽ cần phải rũa. Thì khi mà các bạn là hàn thì nó mới ăn các bạn nhé, khi mà các bạn hàn vào thì nó mới ăn. Hy vọng rằng là cái ban bệnh này thì nó cũng tương đối là đơn giản ạ. Mình thì phán bệnh thì như thế nào các bạn đã biết rất là chuẩn, nhưng mà ngược lại thì nhiều ban bệnh như thế này thì nhiều lúc là mình rất là hay bị gặp gọi là hên đấy các bạn, sửa chữa tivi nhưng mà hên, thì người ta bảo là có duyên với nghề. Hên như vậy thì người ta thường bảo là có duyên với nghề, bởi vì nhiều bạn cũng làm thợ, nhiều bạn cũng làm nghề, nhưng mà nhiều bạn mày mò sửa nhiều lúc cái nọ nó sọ cái chai. Đây, mình sẽ kéo cái này lên. Các bạn phải làm là sao để cái thanh típ màn hình này nó không bị các bạn xem này, nó không bị ấy nhá, nó không bị gãy. Nó gãy là rất là phức tạp, phải mở ra mà thay hết thì nó phức tạp lắm. Rồi, khi mà máy xong thì mình cần một cái mỏ hàn, mình có cần cái mỏ hàn mà mình sẽ hàn. Các bạn sẽ phải nhúng thiếc hàn vào. Mình sẽ nhúng thiếc hàn vào và mình sẽ bôi, mình sẽ làm sao mà để cho cái đầu này nó phải hàn được cái sợi dây của mình vào. Chưa ăn thiếc đây các bạn này, là mình bôi trơn, mình hàn không tốt thì khi mà các bạn hàn nó không ăn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm một cái sợi dây điện đấy các bạn.
Nếu mà hàn chưa ăn thì các bạn phải tiếp tục phải đánh, mình sẽ phải tiếp tục, mình sẽ nhấc cái này lên và mình rồi như thế này là hàn ăn rồi. Mình nhìn trước nó đã dính vào rồi thì mình sẽ cắt một cái sợi dây điện. Các bạn sẽ cắt một cái sợi điện, sau đó là các bạn cũng hàn tiếp vào cho mình. Đây mình cắt sợi dây điện này thì mình sẽ hàn vào hai đầu. Để mà sửa được thì các bạn trước mắt là các bạn nhìn được chỗ nào hỏng thì các bạn phải xử lý nó trước. Sau đấy là khi mà nó báo lỗi ở khu vực tiếp theo thì mình sẽ xử lý tiếp. Còn thông thường thì như con này, như con TV này thì nó cháy thì các bạn nhìn rõ luôn. Rõ luôn, đây mình tiếp này. Mình hàn trực tiếp vào đây. Kiểm tra khắc phục sự cố đúng không ạ? Ok là các bạn này. Đấy. Các bạn phải hàn làm sao dính đây này, vẫn chưa dính. Bây giờ mình phải hàn dính vào nhá. Nó ở mãi trong cho nên là khi mà mình đánh mình hàn nó tương đối quai đấy các bạn. Rồi, dính chặt rồi này. Đấy. Thì nhiệm vụ còn lại của bây giờ thì mình sẽ hàn, mình sẽ đánh một cái sợi, đánh cạo cái sợi dây này ra. Đây, mình sẽ cho vào cái vị trí khay này. Nắp trả bo mạch vào vị trí cũ của nó nhá. Rồi các bạn chờ một chút ạ, mình có điện thoại. Đây, và khi mà mình hàn xong cái đầu trong rồi thì mình sẽ lấy một cái dao nam của mình. Mình sẽ cạo cái mạch cháy này. Đây các bạn, đây, nó có cái sẵn đây. Thì các bạn sẽ bôi thiếc vào đây. Bôi thiếc hàn vào đây nhá. Và mình sẽ hàn đầu dây còn lại. Đấy, mình sẽ hàn đầu dây còn lại vào đây. Có nghĩa là nối cái tiếp điểm lại thôi. Đấy. Mình nghĩ rằng khi mà cháy và nhìn rõ ban bệnh như này, hàn cũng rất là ok như này rồi thì chẳng có cái lý do gì mà mình không cắm điện mình thử. Ok, cắm nguồn thử nhé các bạn nhé. Chạy thì tốt. Mình sẽ để xa một chút ạ. Rồi, mình để cái máy quay của mình xa một chút. Và cháy này các bạn này. Đấy, vứt quạt ra. Không biết là có chạy không, nhưng mà mình theo mình thì báo lỗi là 6 nháy thì hỏng ở khu vực này, tiếp như này, cháy như này thì chắc là chạy. Chạy là nhiều hơn là không chạy các bạn. Thì chuyển làm một cái video rất là tiện ích. Rất sát. Mình sẽ rửa TV đây. Và mình sẽ bật các bạn xem. Lên luôn đi. Bật nguồn này các bạn này. Rồi. Nên chiếc Sony này. Rồi, TV của mình đã chạy luôn các bạn này. Và con này thì già típ rất là nhiều nha các bạn nhé. Con này già típ rất là nhiều này các bạn này. Típ đen này. Và không còn báo lỗi nữa, đúng không ạ? Không còn báo lỗi nữa. Thì nguyên tắc của con TV này thì phải thay cái bộ típ thì màn hình nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Con này các bạn xem này. Típ nó già rồi, chỗ sáng thì chỗ tối, chỗ sáng chỗ tối này. Đấy. Thì con này nếu mà bạn nào cẩn thận thì các bạn có thể liên hệ có một cái máng tip khác thì các bạn thay cho khách hàng. Còn không thì các bạn để một chút thì nó cũng sẽ sáng ngay. Đó. Vậy là mình đã sửa xong con TV rồi đấy các bạn. Đây các bạn xem này. Cái hiện tượng của con này nhá. Nó còn bị mô ve cháy rất là nhiều này.
Đây mình không nhầm thì con này đánh nửa hơi nhiều. Đánh nửa típ. Đánh nửa típ hơi nhiều. Đấy. Rồi mình xem còn đánh nửa ở đâu nữa. Và theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì những cái típ này nó già, nó bị mô ve như thế này, thì các bạn nên bật những cái típ này, cái chấu này ra. Và nhau mình khắc phục sự cố triệt để con này cho các bạn xem. Đây này, mình thấy có mùi này. Bây giờ mình cắm vào cái chén TV của mình đã chạy. Đã chạy thì mình đã, thứ nhất là mình đã phán đoán đúng bệnh rồi đúng không ạ? Phán đoán đúng bệnh. Và các bạn xem có chỗ nào nó bị đánh nửa tiếp theo thì các bạn sẽ xử lý khu vực đấy của mình. Đây típ sáng này. Khi mình hàn vào típ sáng rồi nhá. Đây cái này đây, bệnh đang bị đánh nửa này. Cái sân số đây, cái típ này cũng đang bị đánh nửa này. Đang bị đánh nửa. Chính vì vậy mà vẫn chưa thể trả khách hàng ngay được. Thì cái trường hợp này thì mình cũng xử lý như sau. Mình sẽ gỡ cái này ra. Cái chân số 3 mà cũng bị mô ve đánh nửa thì mình sẽ sử dụng một cái kìm, mình cũng sẽ bẻ cái này ra luôn. Đây các bạn xem. Đấy. Bẻ hẳn nhất như con vừa rồi ấy. Làm sao mà các bạn cứ cạy nó ra. Đấy. Cạy thoải mái mà. Khi mà đã có kinh nghiệm mà trong nghề rồi thì không có gì phải sợ. Rồi các bạn xem này. Khi mình cạy ra thì mình sẽ được cũng là cái chấu như này. Nó vừa đánh nửa nó đen xì ở đây. Đây các bạn cháy này. Đấy đánh nửa mà nó cháy trong này. Như các bạn nhìn chưa? Mô ve đánh nửa đấy. Thì mình lại hàn tiếp tục như này thôi. Thì TV khách hàng nó chạy bình thường. Các bạn chờ mình một chút, mình lại có điện thoại. Vâng, và các bạn xem thì nó bị đánh nửa mô ve vậy thì mình cũng sẽ áng cái chân của nó này và mình sẽ hàn trực tiếp lên đây. Cái chấu này thì tiếp điểm vào đây mình có thể mình bẻ đi cũng được. Đấy mình bẻ luôn. Đấy, mình bẻ nó đi nhìn cho nó gọn và mình sẽ hàn vào đây. Rồi. Và mình sẽ hàn chặt vào đây. Ok. Đấy, sau khi hàn xong thì mình sẽ cắm vào mình thử tiếp tục, mình thử tiếp. Xem còn chân nào nó bị mô ve nó cháy nữa thì mình sẽ xử lý. Tiếp tục xử lý. Đấy. Nó toàn bị mô ve cái con này như thế này thì mình thấy là mô ve đấy, mô ve mà nó cháy. Cái chân vừa rồi nó cháy hẳn ra, chính vì vậy mà nó cháy toang ra như này. Đấy, thì mình xử lý được vừa rồi. Đây, bây giờ mình sẽ phải cắm điện vào mình tiếp tục. Mình xem cái chân nào nó còn bốc khói ra thì mình cắt hết vào mình xử lý. Đấy các bạn xem và đã có ánh sáng này. Đấy, TV khách hàng cháy chạy bình thường là đúng không ạ? Chân nào mình ngó tiếp nhá. Đấy. Xem còn chân nào bị mô ve không thì mình xử lý luôn. Bây giờ mình rửa TV lên để các bạn xem. Rồi, chắc ăn thì mình vắt tạm cho con TV này con ốc vào nhá. Sau đấy là mình rửa lên. Mình không thấy có hiện tượng bốc khói ra nữa rồi đấy các bạn. Rồi, tạm con ốc vào. Thì xử lý những cái trường hợp này thì các bạn làm thì các bạn nhanh ý một chút. Rồi, bật lên này. Đấy. Quan trọng là sửa TV thì sửa nhanh, chuẩn đoán bệnh tốt rồi ok. Đấy, con này típ già rất là nhiều nhá. Con này khách hàng đang ở để cái chế độ tiết kiệm điện, chính vì vậy mà ảnh hơi tối hơi mờ đúng không ạ? Quan trọng là mình đã xử lý cái sự cố mà TV ngắt và nháy 6 nháy đèn đỏ và sửa đúng ban đúng bệnh. Đấy. Còn là trường hợp đơn giản của mình bây giờ thì mình đóng nắp vào và mình thử khách hàng cách cắm tín hiệu vào thì ok thôi. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn thấy video của mình, kênh của mình hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất và đừng tiếc một like, một chia sẻ để ủng hộ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.